Bà cậu chẳng tin nổi mẹ tôi nói gì đâu. Bà ấy kêu tôi đi tìm lấy việc đi. Chà, cậu tiêu nhiều tiền của mẹ cậu quá mà. Ơ, Madison đừng nhìn. Ý cậu là sao? Ôi, không. Chắc là cô chưa thấy mình. Tôi có thấy đó chứ. Không được trang điểm trong lớp. Thật không công bằng. Chờ đã, mình có ý này. Đây là đồ make up phòng hờ của tớ. Nhưng nếu cô thấy thì lại bị thu mất. Giấu đâu giờ nhỉ? Dưới hộp màu là hay nhất. À, tớ mới nghĩ ra một cách cực hay luôn. Mình sẽ cần một khay màu và một con dao để cậy màu vẽ ra. Chỉ cần đẩy nhẹ là lên được. Hoàn hảo. Tiếp theo, đến bảng make up yêu thích của mình. Chỉ cần lấy dao và cạo phấn ra. Một lượng vừa đủ. Đủ hết những màu mình thích rồi. Giờ đổ chút nước hoa vào. Trộn nhẹ. Xong. Tớ chỉ cần chổi son thôi. Chạm thật nhẹ vào bảng màu. Madison, cậu thật sự không cần tô màu lên mặt đâu. Chờ đã. Ồ, đó không phải màu vẽ. Làm gì đấy Madison? Và hoàn hảo. Trang điểm xong. Ấn tượng đấy nên cô không giận nữa đâu. Lấy lại đồ make up đi. Đang cần mà không có đồ trang điểm thì đúng là chán như con rán. Vào học nào các em. Ô, cô cần phấn. Có ai mang phấn không? Dạ không. Em không. Em có đây ạ. Ầu, mặt tớ. Làm cái gì vậy? Mình chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì nữa. Xoa xoa một chút nữa và hoàn thành. Một cục phấn. Kiểu thế. Cô có thể dùng cái này để viết trên bảng ạ. Hơi ghê một tí thôi ạ. Lớp make up của tôi. May là chúng tôi biết vài cách ngộ nghĩnh để lén mang đồ make up vào lớp đấy. Mình không thể nào mở mắt ra nổi. Ôi không. Đón nắng sớm. Đi học vui nhé Ava. Ôi không, mai mình sẽ không đi học đâu. Bây giờ mình sẽ làm điều đó chắc chắn xảy ra. Mẹ ngủ sâu chưa vậy? Ngủ mê mệt luôn. Mẹ không dậy thì sao đánh thức được con? Hả? Là Ava sao? Dễ ẩn luôn nè, giờ thì mình đọc ngủ thôi. Con không thích báo thức của mẹ, vậy thì cái này sẽ được nè. Thế giới tận thế sao mẹ? Hay đấy Ava. Mặc quần áo đi, dậy mau. Không lường trước được sẽ thế. Đúng, đi thay đi. Đừng ai gây rối với mẹ. Nhìn này, công chúa ngủ thật bình yên. Vẫn ngủ đấy hả con? Thôi bé ơi, con sẽ nhỡ sẽ biết mất. Mới phút nữa thôi. Không thêm giây là nợ với cô. Mẹ quay lại ngay. Mình sẽ dâng bất cứ thứ gì để được nghỉ hôm nay. Giá mà mình nghĩ ra một cái cố. Không thể dùng cái này. Hôm nay có tuyết. Mình ước là như thế. Mà sao mình có cái này chứ? Khoan, đây chính là cứu tinh cho mình. Mình sẽ đeo anh chàng này vào. Và để trò chơi bắt đầu. Mẹ ơi, con xong rồi.
Ok, dậy rồi hả? Con mang đủ sách chưa? Có vẻ sẵn sàng rồi nhỉ? Đi ra bến xe buýt thôi. Hả? Bị kẹt sao ta? Tay con! Không! Chuẩn bài. Bé chân của mẹ, con có sao không? Mình đi bác sĩ nhé. Mà khoan đã, tên này là giả sao? Không, con ở nhà được đúng không? Con suýt là mẹ lên cơn đau tim đấy. Chà, ít nhất cũng đáng thử. Wow, Olivia, bộ trang phục đó trông tuyệt đấy. Năm học mới bắt đầu, điều này có nghĩa là chuyện cũ thì nên bỏ qua và quay lại tràn đầy tự tin. Vâng, chắc chắn là Olivia đang thấy rất thoải mái. Hả? Có thể Olivia đã lớn nhanh như thổi trong mùa hè, hoặc là cậu ấy quên đọc các quy định mới về trang phục. Ôi trời, em xin lỗi cô. Này Emily, tớ quay lại rồi này. Yeah, Sophia cậu đây rồi. Sophia, tớ đã nhớ cậu suốt mùa hè đấy. Wow, Sophia nổi tiếng quá nhỉ. Hèn gì cậu ấy lại vui như thế khi đi học trở lại. Làm ơn đừng bắt tôi phải đi học. Nếu mình không thấy trường, hẳn là nó sẽ không thấy mình. Sophia, cậu có định đi ra không đấy? Bị mắc chứng sợ quay trở lại trường học rồi chứ gì. Không, các cậu sẽ phải kéo tớ ra khỏi xe trước khi tớ bước chân vào ngôi trường đó. Không, tớ không muốn đối mặt với giáo viên, điểm tra, có thức ăn ở canteen đâu. Không đời nào. Ôi trời, ai mà biết cậu ấy lại khỏe như vậy nhỉ? Đi thôi! Không, tôi không thể ngồi lên bàn đâu. Đừng bắt tớ làm thế. Thật tuyệt khi trở lại trường học với đống dụng cụ học tập hoàn toàn mới. Và tất nhiên là một cái túi phù hợp. Nhưng chìa khóa để bắt đầu năm học mới đúng cách là giữ mọi thứ sạch sẽ và ngăn nắp. Một chồng bìa cứng gọn gàng. Xong. Hộp bút chì. Xong. Bút dạ quang, bút mực và bút chì và mọi thứ khác nữa. Này, bạn không bao giờ biết khi nào thì băng dính sẽ hữu ích đâu. Cậu có chắc là cần tất cả những thứ đó không Olivia? Được rồi, ai đó sẽ cần một cây súng bắn keo và mình sẽ có một cái. Được rồi, mình đã chính thức chuẩn bị xong cho năm học mới. Đợi đã, giờ mới chuẩn bị xong này. Chúc tớ may mắn đi. Olivia, đã đến lúc chuẩn bị đi học rồi đấy. Ơ kìa, ôi trời, mình không muốn quay lại trường học đâu. Mình nên chuẩn bị cái gì với thứ này nhỉ? Mọi người đều biết bạn không làm gì cả vào ngày đầu tiên đến trường. Mình sẽ cần bút chì chắc vậy. Chừng này giấy là đủ rồi. Cả kính nữa. Thôi không cần đâu. Chà, tôi đoán là mình sẽ đi thôi. Ôi trời Olivia, với đà này thì cậu sẽ không thèm tới trường vào tuần sau đâu. Chào mừng năm học mới cô gái. Giờ học bổ sung sao? Cô lao công à? Cái mùi chất tẩy làm mình ngứa mũi quá. Gần xong rồi. Whoops. Bé cưng, để đó cô giúp cho. Này, cô làm gì đấy? Ôi không. Niềm hạnh phúc của người thuận tay trái. Giờ làm sao đây? Găng tay. Chà, cái này được này. Chỉ cần các găng tay cao su theo đường chéo, rồi luồn hai ngón cuối qua. Mình không cần cái này. Ôi, cháu xin lỗi. Và sẽ không còn dính mực nữa. Quả là giấc mơ của người tay trái. Ôi, điện thoại đâu nhỉ? Hôm nay thi á? Ổn gấp, ổn gấp. Chắc tôi ngủ quên được vậy trời ơi. 2 - 7 thêm vào chu vi của vòng tròn B. Chẳng biết mình làm được không nữa.
làm sao nhớ hết mấy cái con số này đây? Viết gì mà còn chẳng nhớ nữa à? À, đợi đã. Có nên không nhỉ? Thôi được, bất chấp luôn. Cần trợ giúp cho bài thi sao? Rạch hai đường trên cục tẩy. Giờ lật mảnh trên ra, rồi bôi hồ lên phần hở, dán phao vào và đóng lại. Xong rồi. Này, có vẻ không phải chỉ một mình lo lắng. Này, có ai đặt hàng câu trả lời không? Chà, có chứ. Bài kiểm tra này dễ như ăn bánh. Thật dễ phải không?